Rồi vậy. Thằng ở Sài Gòn. Thằng là bà bán chưa ra hả? Bà bữa Đức chị qua vậy. Ừ, dạ hình như rứa. Bữa gần tết mình cô bây giờ đất nằm xuống bà con bên mái đất à cái anh đúng Liêm con đó cái đốm giống mình đất dạ khiến cho bà con bên bên ngõ những người làm cô giống mình đất gì vậy? Mình đất nào nó quay xuống nhất đó. Con nãy không bị đau thôi chắc cũng che rồi. Một cái ba cái bóng gì không rửa hôm nay chiều không hàng mốt chiều không hàng hả xíu đúng thế bây giờ đúng hai xíu hai rưỡi là có ba người qua tới 2 giờ đó. Qua tới 3 giờ rồi đó rồi có mấy người rồi hai người xuống đây đến thêm nó anh đợi xí thì được đợi xí rảnh một chị Hương làm máy đi. Đi tay nhiều đó này đám có người vậy đợi hai ba người cũng được ha ok. Trong đời vui vẻ là được rồi. Có thể cho lòng trước sáng bán cái bà khoảng 90 mấy tuổi mà có mấy học to lắm thì quay video đi quay sắc sắc mà nhìn thử có phải mụn đá không à những tráng này đó à.
cô Hương nặng một cộng gió vào một tháng ra luôn. Ừ, nó còn nóng luôn đó. Dạ. Ốc ra một nóng bao bóng cái miệng ra luôn. Không chết luôn á. Túc đen hả em? 220 hết. Bao nhiêu tiền? 220. Bao nhiêu? 220 hết. Để 70. Em có tiền. À rồi, để đó chị cảm ơn. Cảm ơn. Sang tôi không có quẹt nữa. Không quẹt la mà cái quẹt đi cái mặt ẩn. Đúng rồi. Ủa nó bên đây một đèn đau cũng trời. Đèn trắng ra hả? Dạ. Nó bên này nó không thấy đau mà. Cái mặt không đau mà trắng thì đau. Trắng cứng hơn rồi đó. Mũ nhỏ hơn mà khó ra hơn một phần. Nếu mà cái dây mềm xuống cũng không đau. Bé nó gào luôn. Dễ sợ. Nó lông mài luôn. Một cái này đỏ lắm mà. Nhìn không chưa lan chay. Đỏ rồi. Xuống đàn.
Cô Hồng. Dạ Hồng ơi. Chưa quay nhanh nghe thấy chị sắp đi rồi đó. Một chiều chị đi mất rào sửa không kịp rào. Không, chiều 2 giờ hơn chị mới về nè. Mà có khách rào, hôm nay em đợi ngay. Chiều mai là không có chị nhà nha, chị mai chị nghỉ, chiều mốt chị nghỉ nghe. Em đi là sáng mai đi. Ok. Sáng mai mấy giờ? Dạ ok. Hương hả? Dạ ra, đang nghe điện thoại đó. Chị chào mà Hương đang nghe điện thoại không? Đang rào mạc, đang rào đẹp chưa? Thôi vì chị ăn bam tiếp đi. Bam tiếp nữa. Người đó bam bam sắc tái chứ chị ăn chị bam cái nghỉ chơi không biểu. Bam luôn đi chứ. Mấy người rất là thầy. Hôm bữa bác khách này em vô lấy cây mẹ em cho đánh thôi. Vì cái mặt đông bam xuống cái thau bam luôn đi. Đừng đánh. Mà. Đầu đông là lo làm đi. Mẹp lên đồ cho ngâu rồi hả? Lên đồ thì lắc à, thấy cảm có giáo à. Đi Nhật gì lãnh bỏ thấy chi gì không rồi. Đi mẹp mài xấu xí ra đây. Cái đứa đi Nhật chịu ngửi ra người lắm nghe. Đứa gấm trái coi gì thì đẹp đẽ ra. Thank you.